để mình ăn bùa cho. Đó này, đó này. Thành Lam, Lô Khỏ, Khô Nhai. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Legendary. Chú ý phe ta. Rio Ma tấn công cụ. Win. Win luôn á, win luôn. Xe xe cho nó đủ má rồi còn chạy xe với thầy nữa. Xin ngọc cụ thể thầy. Phu ra thôi chứ mà em bấm vô đờ cửa bà rồi. Em bấm đờ cửa bà rồi. Nó. Nguyễn Quốc Cường, bù win thành công. Bù win thành công. Tao đánh là 11 giờ luôn. Tao đánh lên chăm sao ngủ. Đủ má đừng gặp hacker trời, không thì có hacker bên thầy đi. Cảm ơn nha, bảo trọng nha. 14 chơi không ngon thì cái lồn này chơi ngon nữa, em còn điện thoại này chơi ngon nữa. Đúng rồi, Vio. Vio nó mạnh mà. Chơi con lỡ game mà không biết chơi nữa, thôi thua chứ còn Lumbu ai đuổi thầy gì nữa không rồi. Con Lumbu là con lỡ game hả? Con giữa chơi giữa trúng thưởng nó do làm combo đúng rồi đi mọi người ơi. Farm rồi bắn thôi em. Về đây tay hả? Ờ, vậy là tăng cái là giải là tăng có địa của tăng lưu hương tốt đó nha, có địa tăng lưu hương tốt đó. Ngọc Hậu, không có anh lai như thiếu gì trong cuộc sống vậy. Trời ơi, nói gì nữa Hậu ơi, anh hiểu mà. Ê gây đi mẹ ơi, cầm lỡ game. Vừa bốn vừa rồi mới thấy anh chơi coi chơi mượt vậy, hứa với anh chài luôn, không bao giờ làm cái chai thất vọng. Và hai cái chai nước hồ của em khỉ má thì luôn, hai cái mùi của em khỉ lựa là địch mà cực kỳ phải gọi là bét luôn. Hôm nay đi anh đâm cứ xịt con cờ đất ai cũng khen thơm má như ca sĩ luôn. Hôm qua tôi đi đám cưới mà tôi như ca sĩ ai cũng ngước nhìn hết mọi người, vừa bước vô cái phòng nha là ai cũng nhìn hết, bà nào cũng nhìn hết như ca sĩ. Đâu bữa nào bên chụp ảnh gửi hình á, xong rồi lấy hình up như ca sĩ à. Không đánh bà đây ta đánh được không, game này đánh bà đây ta ỉa luôn. Tên thế nào nước hoa thầy ác quá, nước hoa thầy địch mà phải gọi là cực kỳ thơm nha. Em bán hạt những tin cho bay á, em gửi hạt cho nó chết. Mà bọn nó mua hạt có skin bé không à, cái bọn mà quản lý sắp hạt của mình nó mua skin bé không à. Kiểu mình đứng ra mình trung gian mình bảo hành thôi, chứ còn bọn nó là bọn nó quản lý nha mọi người nha. À biết rồi, bọn nó quản lý nha, bảo hành rồi là bọn nó quản lý luôn. Dương Tùng, kèo thầy ơi. Ví dụ khi nào mà anh em mua hạt bên mình hay mà ví dụ mà nó bọn nó không bảo hành hay là không phải lỗi của bọn nó thì anh em có nên nhắn tin với mình. Nhắn tin với mình rồi mình nói chuyện với bọn nó thử là lỗi của ai. Nếu mà lỗi của nó thì mình đứng ra mình bảo lãnh cho anh em. Còn ví dụ như mà lỗi của anh em thì thôi, thì thôi anh em phải chịu thôi. Ví dụ như nó đổi số điện thoại cho anh em rồi mà anh em đưa Dũng, cái mã Dũng, ủa team BN lầy thế kìa thầy. Anh em vô mấy cái mã cộng một sao ta. Cái gì đâu, thua biết lỗi ai, game này mà thua biết lỗi ai, lỗi hào. Hỷ á, bọn nó tính hỷ mà nó đéo hỷ á. Bọn nó tính ảy mà nó đéo hỷ. Nó đéo hỷ nó đánh luôn á. Chào mừng đến với Bình Nguyên. Trời ơi, nhớ cho thầy đánh giá làm sao nha Tăng ơi. Vô cho thầy đánh giá làm sao đi, chấm còn anh em bảo thầy biệt nữa.